Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo trong các tháng mùa nắng nóng năm 2016 này, công suất cung cấp điện cực đại ngày của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC cho 27 tỉnh thành phía Bắc sẽ ở mức trên 8.000 MW. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhất là thời điểm nắng nóng cao, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chuẩn bị nhiều phương án quản lý vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp. Tại tỉnh Nam Định, theo tính toán của Công ty Điện lực tỉnh, mức tăng trưởng phụ tải hè năm nay có khả năng sẽ tăng từ 25 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, để đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục ổn định trong thời gian cao điểm nắng, phụ tải tăng cao, ngay từ những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, trên danh mục các dự án công trình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và EVN-NPC phê duyệt, Điện lực Nam Định đã gấp rút triển khai và đưa vào vận hành 102 trạm biến áp phân phối, đầu tư xây dựng 89 km đường dây trung thế và 148 km đường dây hạ thế. Năm nay thì dự kiến nhu cầu phụ tải của địa bàn tăng trưởng từ khoảng 13 đến 14%. Thì cũng đặc biệt những cái thời điểm tăng trưởng mà cao nhất là những thời điểm nắng nóng sắp tới, tầm khoảng từ tháng 5 cho đến hết tháng 8. Đây là những thời điểm mà hàng năm là cái nhu cầu phụ tải tăng rất cao và tăng nó so với cái tốc độ tăng trưởng bình quân là rất nhiều. Cho nên việc mà chuẩn bị cho những thời điểm để đảm bảo mà không xảy ra quá tải, không để mất điện trên diện rộng, đặc biệt đấy là thời gian nắng nóng, là chúng tôi đã có sự chuẩn bị ngay từ những ngày của đầu năm kế hoạch. Báo cáo chị là những năm trước đây thì điện rất là kém, nhưng mà 2-3 năm nay là điện rất là tốt, rất là khỏe. Cho đến bây giờ là điện rất khỏe và rất nhiều nhà, gia đình đã mua được những cái thiết bị để sử dụng điện rất là tốt. Còn tại tỉnh Hưng Yên, đại diện Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết năm nay nhu cầu sử dụng điện vào những tháng cao điểm mùa hè trên địa bàn tỉnh sẽ tăng khoảng 9,6% so với năm ngoái. Vì vậy, để khắc phục quá tải lưới điện, Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành đầu tư xây dựng 93 trạm biến áp phân phối chống quá tải lưới điện trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị này, hy vọng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ không còn gặp phải tình trạng mất điện đột ngột, qua đó giúp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì dịch vụ điện của ngành điện với nhà máy ống đầu tỏa phát chúng tôi đánh giá là có những điều hành chỉ đạo rất tích cực. Thì cái kết quả là chúng tôi thấy là cái tần suất mà mất điện đã giảm hơn trước rất là nhiều, và số lần mất điện đã ít, nhưng mà mỗi lần mất điện thì cái thời gian mất cũng ngắn và thường là theo kế hoạch để bảo dưỡng định kỳ thôi. Và hiện nay với nhà máy chúng tôi thì tôi thấy rất là yên tâm về cái cung ứng điện của ngành điện. Ngoài ra thì ngành điện cũng đã có cái dịch vụ là bảo trì bảo dưỡng cái trạm biến áp của chúng tôi, thì chúng tôi đã sử dụng dịch vụ bảo hành bảo trì đấy và tôi thấy là rất yên tâm. Một giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện được EVN-NPC coi trọng, đó là bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện. Theo đó, các công ty điện lực tỉnh phối hợp với địa phương bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông và hoạt động dịch vụ thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN-NPC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng cũng như việc sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng cao điểm. Trong những năm vừa qua, với những sự quan tâm của chính phủ, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã tổ chức đầu tư rất là nhanh các cái công trình nguồn và lưới điện. Và cho đến năm 2015 thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có cái dự phòng về mặt công suất. Cụ thể là công suất của cái nguồn điện trên đất nước mình thì trên 38.000 MW. Trong khi đó phụ tải hiện nay thì khoảng từ 25 cho đến 26.000 MW. Còn đối với địa bàn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thì lưới điện của chúng tôi với cái dung lượng lắp đặt các cái trạm biến áp 110, chỉ tính riêng 110 kV là khoảng 12.000 MVA, thì cái công suất mà hiện nay cực đại của chúng tôi năm 2015 thì mới trên 7.600 MW. Thì như vậy có thể nói rằng là năm 2016 này cũng như một vài năm gần đây, khả năng đáp ứng nguồn cho cái phụ tải ở khu vực phía Bắc là hoàn toàn đáp ứng được. Để chuẩn bị ứng phó với mùa nắng nóng 2016, ngay từ cuối năm 2015, EVN-NPC đã có kế hoạch, danh mục đầu tư, các chương trình sửa chữa lớn.
giao khoảng 2.500 tỷ đồng cho các công ty điện lực triển khai lắp đặt thêm máy biến áp phân phối trong quý 1 và đầu quý 2 năm 2016 là phải xong việc để nâng cao năng lực lưới điện chung và hạ áp. Trong công tác quản lý vận hành, tăng cường kiểm tra các lưới điện để khắc phục sự cố trên lưới, bố trí kết cấu phương thức vận hành đáp ứng tốt nhất, linh hoạt nhất cho phụ tải tăng cao mùa nắng nóng 2016.